Giống như các loại cá nước ngọt khác, cá chạch om chuối không chỉ là món ăn dân dã quen thuộc với nhiều người, mà còn là món ăn bổ dưỡng. Đầu bếp Vũ Nguyễn sẽ giới thiệu cách chế biến món ăn này đến với diễn viên Kỳ Thiên Cảnh trong Hành Trình Hương Vị. Mời quý vị đón xem vào lúc 19:40 Chủ Nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị cùng đón xem.